Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 45. Bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng: tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng: các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi, trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng: Joseph, con của cha có nói như vậy. Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ai Cập. Cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Goshen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. E khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ai Cập cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn anh em nói chuyện cùng người. Lập tức tiếng đồn đến nhà Pharaoh rằng: anh em Joseph đã đến. Pharaoh và quần thần nghe, lấy làm đẹp dạ. Pharaoh bèn phán cùng Joseph rằng: hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi, hãy nói lại cùng họ như vậy: hãy đem xe cộ từ xứ Ai Cập về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph vâng mạng Pharaoh, đưa những xe cộ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người. Còn Benjamin, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ai Cập, 10 con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng: xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở Ai Cập trở lên và đến xứ Canaan, nơi Gia-cốp cha mình, thuật lại lời này mà rằng: Joseph hãy còn sống, lại ấy là người đang cai trị cả xứ Ai Cập. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tình, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Gia-cốp vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng: thôi, biết rồi, Joseph, con trai ta hãy còn sống.
ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Chương 46. Israel ra đi, đem theo các tài vật mình. Đến Be'er-sheba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Jacob, Jacob. Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Be'er-sheba, Jacob khởi đi. Các con trai Israel để Jacob cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaoh đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Ai Cập. Vậy Jacob cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ai Cập. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Jacob, đến xứ Ai Cập. Con trưởng nam của Jacob là Ruben. Các con trai của Ruben là Henoc, Phalu, Hetron và Cadmi. Các con trai của Simeon là Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soha và Saul, tức là con của người vợ xứ Canaan. Các con trai của Levi là Gershon, Kehath và Merari. Các con trai của Juda là Erer, Onan, Shela, Phê-rết và Sê-rách. Nhưng Erer và Onan đã thác tại xứ Canaan. Con của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-muôn. Các con trai của Isaka là Thô-la, Phu-va, Gióp và Sim-rôn. Các con trai của Sa-bu-lôn là Sê-rết, Ê-lôn và Gia-lê-ên. Và các con trai và một con gái tên là Dina mà Lê-a sinh cho Gia-cốp khi ở tại Pha-đan-a-ram cùng các cháu đó, hết thảy là 33 người. Các con trai của Gác là Siphion, Hagi, Shuni, Ebon, Eri, Arodi và Areli. Các con trai của Ashe là Yimna, Yit và Yitvi và Beria cùng Sherat, em gái các người đó. Con của Beria là Hebe và Mankien. Và các con trai của nàng Sinba sinh cho Jacob cùng các cháu đó, hết thảy là 16 người. Nàng là con đòi của Laban, đã cho theo hầu Lea con gái mình. Các con trai của Rachel vợ Jacob là Joseph và Benjamin. Joseph đã có con tại xứ Ai Cập là Manasse và Ephraim, mà Asnath, con gái của Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn, đã sinh cho người. Các con trai của Benjamin là Bela, Bê-kê, Ách-bên, Yê-ra, Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốt-bim, Hốt-bim và A-rết. Và các con trai của Ra-chên sinh cho Gia-cốp cùng các cháu đó, hết thảy là 14 người. Con trai của Đan là Hu-shim. Các con trai của Nep-ta-li là Giác-xê-ên, Gu-ni, Dít-xê và Si-lem. Và các con trai của nàng Bi-la sinh cho Gia-cốp cùng các cháu đó, hết thảy là 7 người. Nàng là con đòi của La-ban, đã cho theo hầu Ra-chên con gái mình. Các người đi đến xứ Ai Cập với Jacob, tức là các người do nơi Jacob sinh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là 66 người. Con của Joseph đã sinh tại Ai Cập được 2. Vậy các người thuộc về nhà Jacob đi đến Ai Cập cộng hết thảy là 70 người. Jacob sai Juda đi đến trước, đặng xin Joseph đưa mình vào bờ cõi Goshen. Vậy họ đều vào xứ Goshen. Joseph thắng xe đi lên Goshen đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Joseph rằng: Chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng: Tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaoh hay rằng anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaoh truyền gọi anh em mà hỏi rằng các ngươi làm nghề chi,
thì hãy tâu rằng, kẻ tôi tới Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở tại xứ Goshen, vì dân Ai Cập có tính gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Chương 47. Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh hay và nói rằng, cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên bò cùng các tài vật của mình, hiện bây giờ đang ở trong xứ Goshen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi, các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng, kẻ tôi tới bệ hạ là kẻ chăn chiên như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng, ấy đặng kiều ngủ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngủ tại xứ Goshen. Pharaoh phán cùng Joseph như vậy: cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy xứ Ai Cập sẵn dành cho ngươi, hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở tại xứ Goshen vậy. Và nếu trong các người đó ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn Joseph dẫn Jacob cha mình đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob rằng, ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Jacob tâu rằng, những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy, Joseph vâng mạng Pharaoh, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ai Cập làm sản nghiệp tại miền Ramse. Joseph tùy theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Vả sự đói kém lớn lắm, nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ai Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai Cập đều đến cùng Joseph mà kêu rằng, xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng, nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại. Đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó, người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng, chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa. Bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bản thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ hoang. Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai Cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ai Cập đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành. Song ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương thực của Pharaoh đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng, này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaoh. Đây, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, cùng cho các con nhỏ mình. Dân chúng nói rằng, Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Về việc đó, Joseph bằng định một luật cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ai Cập phải nộp thuế cho Pharaoh 1/5 hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Vậy, Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó sinh sản và thêm lên bội phần.
Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ai-cập-tô được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Giô-sép con trai mình mà nói rằng: "Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ai-cập-tô. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai-cập-tô, chôn chung cùng mồ mả của người." Giô-sép thưa rằng: "Con sẽ làm y theo lời cha dặn." Gia-cốp nói: "Con hãy thề đi." Giô-sép bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Thơ của Phao-lô gửi cho người Roma, chương 1. Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài: theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác, song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người Grec lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời.
Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uông đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dựng ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chương 2. Vậy, hỏi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gô-rét. Nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gô-rét. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Vả dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo tin lành tôi. Còn ngươi mang lấy danh người Giu-đa, y nghĩ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy. Khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời,
vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép. Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích. Còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dầu chịu cắt bì, cũng như không. Vậy, nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp, thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Thi Thiên 149. Hallelujah! Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.